Em Nguyên xin chào toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hà Đông. Trong video ngày hôm nay thì em Nguyên sẽ xin gửi tới anh chị và các bạn một dự án căn nhà xây mới thuộc khu vực Phan Đình Giót, La Khê, Hà Đông. Căn nhà mà em muốn giới thiệu tới anh chị và các bạn có diện tích là 41m, thiết kế là 4 tầng, mặt tiền của căn nhà là 3,6m. Hướng nhà thì hướng chính của nó là hướng Nam. Anh chị và các bạn là thấy này, căn nhà này thì trước nhà thì có một khoảng sân rất là rộng, khu vực mình để xe riêng. Phía ra ngoài căn nhà ấy thì là có cổng đi chung, thì mình về mình có thể để xe đây thoải mái. Em mời anh chị tham quan phía trước của căn nhà này. Nhà này thì chủ thiết kế là 4 tầng. Phía bên ngoài của căn nhà là chủ thiết kế bằng lớp cửa cuốn ạ. Em xin mời anh chị và các bạn vào trong khu vực tầng 1 để tham quan ạ. Phòng tầng 1 đây thì chủ thiết kế khu vực, đây là khu vực phòng khách ạ. Nhà thì vừa hoàn thiện xong, chủ lắp khu vực tầng 1 này thì là đầy đủ là trần thạch cao này, đèn chiếu sáng này. Trần thạch cao trang trí rất là đẹp. Em xin mời anh chị và các bạn theo em vào không gian của phòng bếp ạ. Trong cái không gian của phòng bếp này thì chủ cũng lắp này, toàn bộ là tủ bếp với tông màu trắng, nhìn trẻ trung này. Phía sau nhà mình đây thì có khe thoáng tầm 50 phân, cho nên là cái khu phía bếp này là chủ cũng có thiết kế cửa. Nhà này thì toàn bộ từ tầng 1 lên đến tầng 4 là chủ thiết kế bằng tông màu sơn màu trắng. Nhà mình mà di chuyển ra khu vực ở chỗ chợ Bông Đỏ rất là gần. Ra chợ Bông Đỏ thì chỉ cách độ khoảng tầm vài trăm mét thôi là ra chợ Bông Đỏ rồi. Gần mấy cả giáp với cả khu đất dịch vụ của giếng sen ạ. Mời anh chị tham quan nhà vệ sinh. Cái phía cầu thang này từ tầng 1 lên đến tầng 4 là toàn bộ là bằng gỗ. Vách đây chủ thiết kế này, vách trang trí này. Trông rất là trẻ. Em xin mời anh chị và các bạn theo em lên khu vực phía tầng 2 của căn nhà để tham quan ạ. Em xin mời anh chị theo em vào phòng ngủ phía trước của căn nhà. Đây là khu vực tầng 2 này. Phía tầng 2 này thì chủ thiết kế không gian phòng. Phía trước nhà có cửa sổ rất là rộng thoáng. Toàn bộ sàn thì là sàn gỗ. Đèn chiếu sáng đầy đủ. Ống chờ, dây chờ điều hòa. Phía ban công trước nhà đây thì chủ thiết kế là ban công khoảng 50 phân. Mình có thể để các cái khu vực chậu hoa. Từ nhà mình mà di chuyển ra mặt đường Lê Trọng Tấn thì chỉ khoảng tầm 200-300 mét thôi là ra đến mặt phố Lê Trọng Tấn rồi ạ. Em xin mời anh chị tham quan phòng ngủ phía sau nhà. Phòng ngủ phía sau nhà đây là do có khe thoáng cho nên là phía sau nhà mình cũng có cửa sổ này. Phòng rất là rộng, thoáng. Toàn bộ các phòng thì toàn được lát bằng sàn gỗ, trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Cửa ra vào của các phòng thì toàn bộ là bằng gỗ. Màu cảnh dán thì rất là đẹp. Em xin mời anh chị tham quan phòng vệ sinh. Trong nhà vệ sinh đây thì chủ đã lắp thiết bị đầy đủ, cả bình nóng lạnh, vòi rửa, chậu rửa rồi bệt đầy đủ hết rồi ạ. Anh chị và các bạn có quan tâm đến căn nhà thì tiếp tục theo em Nguyên theo dõi tiếp video ạ.
Trên khu vực phía tầng 4 đây thì chủ thiết kế gồm một phòng thờ và một sân phơi ạ. Em mời anh chị theo em vào khu vực phía phòng thờ. Khu vực phòng thờ đây rất là rộng này. Chủ thiết kế phòng thờ để phía trước của căn nhà. Em mời anh chị theo em vào khu vực phía sân sau. Phía sau nhà đây thì chủ thiết kế là sân phơi này. Khoảng sân phơi này rất là thoáng này, ánh sáng này. Đứng từ khu vực ban công của nhà mình trên tầng 4 này là nhìn được ra đằng chung cư của bên Hải Phát này, Harbour Line, khu đô thị An Hưng. Nhà mình đây cắt mặt phố Lê Trọng Tấn rất là gần, gần trường học cấp 1, cấp 2. Cách chợ Bông Đỏ khoảng tầm 500m là ra đến chợ Bông Đỏ. Nhà mình cách đường ô tô khoảng tầm 50m thôi ạ. Vừa rồi thì em Nguyên cũng đã quay chi tiết về căn nhà cho anh chị và các bạn xem ạ. Căn nhà này thì với diện tích là 41m thì chủ thiết kế là 4 tầng. Được 4 phòng ngủ và 1 phòng thờ rộng ạ. Anh chị và các bạn có quan tâm đến căn nhà thì liên hệ em Nguyên theo số điện thoại trên màn hình để em có thể đưa anh chị đi xem trực tiếp về căn nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.